Hay là đi đi đổ ở đâu rồi nói mẹ nó đi. Ừ, cả năm này cứ làm ăn cái gì mà bà cứ nói sâu tôi. Bà cứ thử đi mà xem. Tôi bưng được không nổi lên mẹ. Đấy. Bà bé đi. Ngon. Ui ôi. Yeah. Ui giời, dao của mình thế khi sắp được bán rồi. Trời ơi, mới mấy hạt mưa xuống mà nó ngã nghiêng lung ta lung tung. Đúng là em là con gái xứ Thanh, em nghiêng một cái cột cờ nghiêng theo. Cột cờ nhà mình có quản ở đâu. Nó ngã nghiêng lung ta lung tung thế này đây. Đúng là thật sự chứ, đúng rồi, giống hệt như thế đây, cái thằng chồng của mình. Cái gì nó yếu điệu trục nữ, nó giống như cái dao của mình đây này. Ông ơi, bà qua tôi gì đấy bà ơi? Ra ra bê hồ cái gốc cây chanh này đem ra ngoài đây cho tôi trồng với. Đấy, rau của mình trồng công nhận mắt tay. Cái này hả? Ừ. Bê đi đâu? Đem lại đây này. Bê lại đấy được à? Đem lại đó để tôi trồng. Ui trời ơi, cũng nặng với bà. Ui trời ơi. Trời ơi, có cái chanh bằng cái ngón tay nữa mà là không bê được chứ, cái cưa rứa là 60-70 cân bê tốt thế. Bà lại bê thử mà xem, tôi bê nó nặng lắm, bây giờ già yếu rồi nó đau ở bả vai đây, lưng nó đau lên này, cứ bưng được đâu. Không, nghĩ bê có cây chanh thôi mà là đau đau nhức toàn tính. Này bà bắt tôi bê nữa thì tôi chết luôn đi chứ. Kiểu này muốn về hưu rồi. Về cái gì? Bây giờ cái tuổi già nó yếu rồi, có ai chẳng muốn khỏe, ai muốn yếu làm cái gì? Hay là đi đổ ở đâu rồi nói mẹ nó đi. Năm này cứ làm ăn cái gì mà bà cứ nói sâu tôi, bà cứ thử đi mà xem, tôi bưng nó không nổi lên mẹ. Đấy, bà bê đi, ngon. Ôi dồi. Ui, mà khỏe thế đi. Có như thế thôi mà là cũng không bê được. Ông á, là ông là hết hạn sử dụng rồi. Cái con người tôi đang phạm vỡ như thế này mà ông để cho tôi nằm không nó phí lắm. Người ta vẫn nói là lúc còn sung sức thì nghèo, bây giờ có tí thì teo mất rồi. Bây giờ ông đi giày, con ghé vào, đi theo tôi. Đi đâu? Đi lấy thuốc cho ông khỏe ra đấy. Cái thuốc cho một người khỏe thì người kia lại vui đây. Chứ ông muốn tôi vui hay ông muốn tôi buồn thì tôi chết không? Thì khỏe ai chẳng muốn, đúng không? Thế thì đi. Đi à? Giờ đi à? Đấy, tốn kém bao nhiêu tôi cũng phải làm cho ông khỏe. Đấy. Đâu, bây giờ người ta nói là không ăn không chơi ra đời cũng chết. Đấy. Cho nên là mình ăn được tí nào mình cứ ăn đi. Không có bởi sao mà ngồi mồm bém 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 như thế này chả ăn được gì đâu. Đi. Ừ. Đấy, ừ, mình cứ phải chơi hết cỡ luôn. Đấy. Đi nhanh lên gấp, người yếu mà đi mà còn không được nữa. Đây rồi. Ôi trời ơi. Gấp từ người... thôi, bà khỏe thì bà đi từ từ thôi chứ bà lôi tôi thế này. Gấp tôi đang khỏe vạm vỡ như thế này mà ông yếu ớt như thế chả chết tôi. Đây rồi. Từ từ thôi. Từ từ cái gì? Người gì bà mà người mà bà đi nhanh chứ bà lôi tôi thì tôi đi sao nổi. Đây rồi. Các cháu các em ơi, thế này mấy người này ai là Lý Thị Bích Hồng mà nhà thuốc Đông y đấy nhỉ? Em là nhà thuốc. Ôi trời ơi, sao mà trẻ đẹp thế nhỉ? Đúng là lương y Bích Hồng của các. Này, thấy gái mà lé mắt đi nha. Ngồi đây. Này. Anh chị vào đây uống nước đã. Thôi ngồi đây nói luôn đi. Đây, ngồi đây. Ông ngồi đây đi. Này, em cho chị ngoại với. Ở đây có bán cái thuốc mà thuốc gì chị cứ nói đi ạ. Không phải ngại. Nói luôn, nói thẳng luôn nha. Không ngại gì đấy. Cái thuốc mà trèo lên trèo xuống đấy. Cha này lâu nay không làm được gì cả. Thuốc yếu sinh lý đúng không ạ? Cái thuốc gì mà ông uống mà bà khen hay, con cháu nó vỗ tay nó reo hò đấy em. Cái thuốc yếu sinh lý, chắc nói đúng rồi. Chưa được cái gì cả.
Vâng, đấy là yếu sinh lý. Thế thì anh chị hỏi đúng địa chỉ nhà thuốc em rồi ạ. Nhà em chuyên về thuốc sinh lý. Vâng. Uống là được luôn. Uống được ạ. Được luôn. Đây, em cho anh chị xem nha. Ở đâu? Đây, đây. Đây, ngồi đây em. À. Đây, đây là thuốc sinh lý đây. Tất cả mọi người đang bốc mổ thận tráng dương. Vâng, đấy. Đấy. Thuốc này là chữa yếu sinh lý cho các bác nam giới. À. Là yếu sinh lý như trong cái tình trạng xuất tinh sớm hay là kém cương cứng này, rồi thì giảm ham muốn, tóm lại là về sinh lý yếu thì sẽ dùng cái này. À. Đấy. Vâng. Cái này thì là dạng đun uống thay nước hàng ngày nhá. Vâng. Uống cái này nó không hại. Vâng. Nó không có gặp hại đến cái gan, cái thận, cái dạ dày của ông. Ông hiểu chưa? Vậy nhiều khi nó khỏe quá thì sao được? Càng tốt. Vậy tôi đang trông ông khỏe đấy. Hay nhỉ. Thế mà lâu nay mình không biết thì để cứ đi tìm mà. Đang nói giới thiệu cứ không tin. Ừ. Cứ về thử đi rồi biết tiền. Bác không có thời gian để đun ấy, bác bận công việc thì bác dùng cái dạng viên này. Này em ơi. Gọi bằng anh thôi, chứ là nó đang nhìn như thế này thôi, nó đang còn trẻ lắm đấy. Vâng, thế anh có thời gian ở nhà thì anh dùng dạng đun nấu. Đun nấu thì cũng rất là đơn giản, chỉ cho cái thang thuốc đấy vào ấm mình bật sủi kỹ lên là uống thay nước hàng ngày. Còn nếu không có thời gian thì là anh dùng dạng viên này. Viên này thì nhà thuốc em cũng đã bào chế thành nấu thành cao và bào chế thành viên để anh chị nào, các bác nào mà không có thời gian đun nấu ấy, thì sẽ dùng dạng viên. Nó tiện hơn. Thế là cái này là ý là mình đi tàu xe đường dài, thế là mình lại dùng cái loại đi viên đâu này. Mình có thể ở nhà thì mình dùng. Lại nấu nước. Vâng. Đấy. Hay thế. Cái này tiện này nhỉ. Đây cũng là một dạng dùng rất là tiện, đây là dạng cao lỏng ấy. Thì mình cái này thì mình hòa với nước uống, còn cái này thì mình uống. Cái kia mình đun. Cái này là cao cô lại đúng không? Vâng. Cái này đấy. Ba loại liền. Nhiều loại. Đúng là nhà thuốc toàn thuốc không. Nhưng mà ông có đủ tiền để lấy cả ba loại ba thứ không, hay là lấy một thứ một cái trước mình đi? Mình chỉ bác anh anh lấy dạng nào thì anh cứ lấy một dạng thôi, dạng viên hoặc là dạng đun, không thì dạng cao thì lấy một loại thôi. Hay lấy cái này đi cho nó tiện. Ồ thế cái này thì mình đi tàu xe, mình đi xa nơi khác thì mình dùng viên nó tiện, còn ở nhà thì mình có củi ít, mình nấu mình mê củi ra thì nấu này cũng được. Thế em xem cô, còn khi bây giờ cái người của anh nó đau hết cả mình mẩy thì em xem có loại thuốc nào mà uống cho nó khỏi đau được không nhỉ? Mê, ở đây có đầy đủ luôn, riêng mà ông đau chỗ nào là mà cô ấy chữa. Anh bị đau ở đâu, cụ thể là anh đau chỗ nào? Cụ thể anh đau bả vai, xương khớp, rồi cái người nó nói chung là nó đau toàn thân hết. Anh bảo đau toàn thân, cả lưng, vai gáy thì em có cái thuốc xương khớp nữa, cái thuốc xương khớp thì đây này. Mà cái này không phải là thuốc tây hay là thuốc nam mà cái thuốc cây lá ở đây. Vâng, cái đấy là chúng em làm hái từ những cái cây thảo dược tự nhiên 100% không hóa chất bảo quản. Đây, còn anh hỏi về cái vấn đề đau nhức xương khớp của mình ấy thì đây nhà thuốc của em cũng có hai dạng, đấy là dạng đun nấu nhé. Cái này mình cũng dùng tương tự như cái sinh lý kia. Cái này một liệu trình là 10 thang. Còn cái này ấy, thì là dạng cao, mình không phải đun nấu gì cả. Cái này ngày mình dùng 2 lần thôi. Đây một miếng nhỏ thế này mình chia làm 20 miếng để uống trong 10 ngày. Đấy. Phải uống cái này thì mai ra cái kiêng được cái thứ kia. Loại này đúng là khôn trẻ mà khỏe già này, càng già uống vào là càng khỏe tợn đấy đó hả? Đúng rồi, thằng mình đấy. Trời ạ. Thôi, trả tiền đi để mà về mà uống này. Đấy, nhưng mà không có phải là uống một người mà cả làng vui nhá. Đập chết ăn thịt luôn đấy. Cô tưởng. Dư sức, khôn trẻ khỏe già mới lại. Rồi được rồi, chị cho chị xin cái túi bóc rồi. Mà nhà mình cho nhà thuốc cho đọc cho mình cái số điện thoại chứ nhỉ? Cái đây, số. Trong đây có mà. Đây đây.
Đây đây, có đây. Anh ơi để em đọc cho nhá. Rồi, rồi. Số điện thoại của nhà thuốc nhá là 0376817104. 0 3 7 6 8 1 7 6 8 1 7 6 8 1 7 1 0 4 1 0 4 và một số nữa rồi, là 038. Rồi lấy một số rồi. Rồi một số rồi. Rồi già rồi nhiều khi. Nếu không thì có thể có bác liên rồi. Hệ qua cái page của nhà em. Page của nhà em là Thảo Dược Gia Truyền Dân Tộc Giao Lý Thị Bích Hồng. À à, vâng. Là trang page. Đây là trang page của nhà em. Rồi. Rồi rồi. Rồi nhớ nhớ nha. Vâng. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn là nhà thuốc này. Cảm ơn này tư vấn chu đáo này. Đấy, bây giờ là về là làm ngay vào luôn. Ông nghe rõ hết chưa? Rồi. Rõ hết rồi, rồi bây giờ xin phép nha. Vâng, em và các cháu nha. Đây để đi về đây. Để hôm sau mà uống tốt thì giới thiệu cho mọi người đấy nhá. Vâng. Em chào anh chị nhá. Chúc anh chị về uống thuốc là mau khỏi bệnh nhá. Rồi. Sau rồi báo lại tin vui cho em nhá. Ok, chị đến nhá. Vâng, em chào anh chị ạ. Cho mình bao giờ hôm nay liền đấy mua ba bông hoa liền để tặng cho nó. Chào bác ạ. Ừ, chào cô. Dạ. Mấy chục năm nay có cho mình bông hoa nào đâu. Hôm nay tặng cho nó hẳn ba bông. Mà nhà con này nó có như thế rồi đời nào nó yêu già vừa già vừa nghèo giống như nó nhỉ. Mình chả biết đâu được. Biết đâu nó lại thích cái lạ 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 thì sao? Nó lại thích cái già thì sao? Nó lại không thích cái trẻ à? Mình không cẩn thận là mất chồng như chơi. Ôi trời ơi, nãy quẩn cười với nhau như thế nữa chứ. Kiểu này thì nó phải trèo lên trèo xuống với nhau nhiều lần rồi chứ không phải một lần đâu. Thế lại tại nó uống cái kia nữa cơ. Nên này không tôi uống nữa, giảm ngay lập tức chết tôi. Chơi luôn. Cũng không thể để cho chúng nó như thế này đâu. Cha cái thằng cha này mất dạy. Ôi trời ơi. Mình phải xử lý cái bọn này mất dạy à. Nhân ngày 20 tháng 10 tôi có bó hoa thì. Ui ôi. Ui giời ơi à. Ui giời ơi à, đứng đó. Đứng đây. Ông lại đây. Lại đây. Đóng cửa lại xử lý hai đứa mày. Hả? Thế là bây giờ là từ dưng từ lành làng, từ cái ngày lấy tôi về đến giờ chưa bao giờ tặng tôi một bông hoa. Mà hôm nay ông dám mua cả ba bông hoa sang để ông tặng con này đúng không? Hả? Hả? Còn con mẹ này nữa? Hả? Nhà cao giáo đẹp đẽ giàu có như thế này rồi mà không đi tìm đàn ông trẻ trung mà sử dụng. Mà sử dụng cái lão già này thì còn cái gì đâu? Hả? Hay vừa mới hết hạn sử dụng mấy tháng nay, vừa mua thuốc về cho uống một phát khỏe khỏe lên một cái là ăn no là rực mỡ. Hả? Thấy chưa? Đấy. Con này có cái gì? Nó có cái gì tôi cũng có cái đó.
mà tại sao ông không sử dụng, ông lại cứ đi lung ta lung tung là thế nào hả? Ừ thì công nhận là nó đẹp, nó trẻ hơn tôi thật đấy, nhưng nó không có khỏe như tôi đâu nha, không có khỏe mạnh giống như tôi đâu hả. Còn lập bà lập bập cái mồm làm gì đấy hả? Lập bà lập bập để chửi lại tôi đúng không? Không chửi à? Thế bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa, sang đây giao phối trèo lên trèo xuống mấy lần rồi, nói nhanh. Có lần nào đâu bà, lần đầu tiên tôi sang đây tôi tặng. Thế tại sao mà ông không tặng tôi mà ông lại đi tặng cho người ta là thế nào hả? Còn tôi thì vứt cho ai? Bà thì tôi tặng cả cái cuộc đời của tôi cho bà rồi còn gì nữa. Cuộc đời thì yếu xìu đi cả năm trời, có được cái gì? Đi lấy thuốc cho uống một phát là tự dưng là gieo giống khắp làng hả? Ông định đem gieo khắp cái làng này à? Là con cháu của ông hết à? Hả? Đúng không? Tôi có sức khỏe là tốt chứ, bà là cứ nghĩ thôi. Bà ở với tôi bao nhiêu năm nay rồi, tôi đâu có ấy đâu mà, con người tôi tử tế rồi, bà biết rồi, từ xưa đến giờ thì tôi có lung nha lung nhăng gì đâu. Bây giờ có con có cháu rồi thì nó phải mình sống làm sao cho nó tử tế chứ, để cho con cháu nó cười vào mặt đi à? Bà cứ nghĩ đi. Nói thật không? Tôi nói thật mà, không tin bà cứ hỏi mà xem. Tôi hỏi chả lẽ nó nói là nó ngủ với ông à? À dạ bác hiểu lầm rồi ạ. Cháu và bác này không có gì đâu. Cháu không bao giờ biết phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác đâu ạ. Mặc dù là cháu chưa lấy chồng ạ. Nhưng mà bác trai chỉ quý cháu vì thế cháu sống một mình là tặng hoa động viên cháu, cháu biết mà. Mà bác sống với bác trai bao nhiêu năm rồi bác hiểu rồi còn gì? Bác nhờ? Ừ, có gì đâu mà. Bà cứ nghĩ tôi. Thôi từ nay về sau bác đừng sang làm như thế với cháu nữa nhá. Nếu như bác muốn đến chơi thì nhà cháu có khách thì bác đến ngồi chơi uống nước cũng được. Chứ mình cháu ở nhà bác đừng đến nữa nhá. Thôi được rồi, tạm thời tôi tin. Mà lần sau mà còn cứ như thế thì là ông chết mẹ tụi ông với tôi đó. Chào ôi, nốt lần này rồi đấy. Đưa hoa cho cô ấy đi rồi mà về. Thế nhân ngày 20 tháng 10 tôi có bó hoa tôi tặng cô, chúc cô sức khỏe sớm có người chung gối, chúc cô hạnh phúc. Dạ, cảm ơn bác ạ. Dạ, chúc hai bác luôn luôn yêu thương nhau như ngày nào ạ. Rồi, thì cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ hai bác về ạ. Tôi còn liếc mắt cái gì nữa, đi về.